MV đỉnh cao nhất sự nghiệp Sơn Tùng bay màu khỏi YouTube, nghi vấn vướng khiếu nại bản quyền. MV Em Của Ngày Hôm Qua là một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn tên tuổi của Sơn Tùng MTB. Tuy nhiên, MV này hiện không còn tìm thấy trên kênh YouTube, nghi vấn bị ẩn do hết hợp đồng với đối tác sản xuất. Tối ngày 5 tháng 3, cộng đồng Sky bàng hoàng khi không xem được MV Em Của Ngày Hôm Qua. Cụ thể, khi fan bấm vào đường link MV, dòng chữ "Đây là video riêng tư" sẽ được hiển thị. Người hâm mộ chỉ có thể xem khi có tài khoản đăng nhập. Hiện tại, khán giả tìm kiếm từ khóa Em Của Ngày Hôm Qua trên YouTube sẽ chỉ xem được những bản cover hoặc bản hát live của Sơn Tùng. Nguyên nhân được cho là dẫn đến sự việc này xuất phát từ hợp đồng giữa Sơn Tùng và bên phân phối âm nhạc đã hết. Thời điểm mới hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng không ra MV độc lập mà có sự phối hợp của bên thứ ba. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại đồn đoán Em Của Ngày Hôm Qua tiếp tục bị đánh bản quyền âm nhạc nên biến mất khỏi YouTube. Việc MV Em Của Ngày Hôm Qua bị ẩn đi khiến cho cộng đồng Sky không khỏi tiếc nuối. Đây là sản phẩm âm nhạc góp phần làm nên tên tuổi của giọng ca gốc Thái Bình. Hơn nữa, MV này hiện đã vượt qua con số 100 triệu lượt xem, là một thành tích đáng nể của Sơn Tùng MTB. Trải qua vài lần sang tên, MV Em Của Ngày Hôm Qua chính thức về với kênh Sơn Tùng MTB Official vào năm 2017. Không thể xem MV chính thức trên nền tảng YouTube, người hâm mộ kêu gọi stream ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua trên các trang nghe nhạc trực tuyến có tính phí. Sơn Tùng cũng là ca sĩ hiếm hoi của Việt Nam được fan tích cực ủng hộ mua nhạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé!